Xin chào các bạn. Tối hôm qua Hoàng có tiếp một cái anh khách dắt hai đứa con gái đến để xem đàn và mua đàn. Thì nói chuyện với anh khá là nhiều và thấy rằng anh tìm hiểu rất là kỹ càng, vô group này, group kia, tìm hiểu về giá, tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ, nhiều nhiều thứ lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng tin tưởng và quyết định chọn sản phẩm bên Hoàng. Đó. Thấy chưa, bán đàn uy tín giờ nhiều người ta thương đã mua ủng hộ chưa. Ban đầu thì anh chỉ kiếm cây đàn khoảng độ 5-6 triệu thôi, nhưng sau khi anh tìm hiểu thì anh cũng thấy là 5-6 triệu thì những cái cây đàn nó khá là cũ, cũ quá, cũng cũng sợ. Những cái cây đó là khoảng hai mươi mấy 30 mấy năm rồi. Thì Hoàng cũng có phân tích với anh rằng đơn giản thôi, đầu tiên á là 30 năm trước thì công nghệ nó đâu có đủ hiện đại để mà nó tái hiện lại được cái những cái tính năng của cây pino cơ được. Do đó là về mặt tính năng là thấy thua rồi đó. Thứ hai nữa là thì khấu hao mà hai mấy 30 năm rồi thì tình trạng bây giờ nó cũng hao mòn dữ lắm rồi. Thành ra là nếu mà có 5-7 triệu thì chắc thôi Hoàng cũng có cho Hoàng, chắc Hoàng cũng không lấy đâu. Nó về nó chật nhà thôi. Thành ra các bạn ơi, mua đàn nếu mình không mua được đàn mới thì mình đàn mua đàn cũ, nhưng mà cũ cũng phải vừa phải thôi, đừng có quá đời quá sâu như vậy thì đem về mất công lại rách việc đấy. Cái nào á thì cũng phải tương đối một chút các bạn nha, cũng phải mười mấy triệu trở lên ha. Bên Hoàng đã chọn hết rồi, các bạn cứ yên chí mà mua đi. Ôi, bạn Nguyên quay được chút xíu là dung lượng nó hết. Thành ra là cái này nó hơi đoạn hậu một xíu, các bạn thông cảm. Thế các bạn mà muốn biết thêm chi tiết về cây này á, thì các bạn coi clip review này của Hoàng ha. Rồi các bạn thông cảm, clip đánh đàn của cái clip này nó hơi ngắn xíu à. Xin chào và hẹn gặp lại.